các giới chết của Mỹ Tây Cơ phát hiện khoảng 40 chiếc xương sọ đó của người trong cái khu vực gọi là cái thủ phủ băng đảng và ma túy tại Mỹ Tây Cơ. Đúng rồi, thưa quý vị. Mỹ Tây Cơ thì lúc nào những cái này nó cũng xảy ra những trận chiến băng đảng, chúng ta cũng hiểu rồi. Và những cái drug cartel là những cái mà chuyên buôn về cần sa ma túy và dĩ nhiên là mãi dâm, mọi vấn đề thì luôn luôn họ xảy ra, nhưng mà gần đây thì nó phải hơi nghiêm trọng là vì nó cái số mà người mà bị chết trong những cái vụ đó nó càng ngày càng tăng lên. Và gần đây thì khám phá của cảnh sát đó là thấy những cái đầu lâu rồi ngay cả những cái bào thai, thưa quý vị, thai nhi đó thì họ đang điều tra xem như thế nào, nhưng mà để biết là có nhiều người đã bị giết đó, và trong những cái cuộc chiến như vậy là không ai biết, một cách vô danh không ai biết, thì những cái chuyện như vậy nó thường xảy ra lắm. Và đây thì họ đang ở ngay cái vùng này là cái vùng mà họ tạm gọi là như là một cái chỗ mà thường xuyên của cái nhóm drug cartel này thường đến những cái hoạt động ở đây. Cho nên là cuộc chiến với băng đảng thì chúng ta cũng nhớ cái bản tin mới cách đây một vài ngày chúng tôi loan tin là chính quyền của Mexico là yếu đến mức là đã bắt được người con của cái tay mà trùm ma túy đó, El Chapo đó, nhưng mà lại ông lại tự đồng ý thả. Và sau đó thì hỏi lý do, ông lại nói rất là vu vơ là chúng tôi không muốn là tạo một cuộc chiến giữa băng đảng và chính quyền. Như vậy là có một cái hành động chủ bại, chúng ta thấy là cái chính quyền quá hèn yếu ở cái điểm đó. Thì cho nên là những cái tội phạm này nếu mà họ như vậy họ sẽ càng ngày càng tăng lên. Chúng mình đã thấy là có những lần họ đã thách thức cả cảnh sát, hoặc là họ bắt được một vài người cảnh sát trưởng chẳng hạn. Khi họ giết họ còn treo lên cây, hoặc là để những cái bản án là một cách công khai. Thành ra là cái băng đảng càng ngày nó càng lộng hành, cho nên những cái chuyện này cũng nằm trong những cái vấn đề đó thôi. Thì bây giờ cảnh sát còn đang điều tra, là vì với cái phương tiện bây giờ quý vị cũng biết, nhiều khi chỉ cần một cái đốt xương họ có thể vào phòng thí nghiệm, họ tìm ra được cái tông tích, cái danh tính của những cái nạn nhân đó. Thì cái này cũng đang trong trường hợp đó, và họ tìm thấy là có những cái bàn chân rồi những cái xương hàm đó. Thì bây giờ cuộc điều tra sẽ còn đang tiếp tục để coi, nhưng mà chắc chắn mình hiểu đây là những cái vụ mà chiến tranh giữa các băng đảng, hoặc là những người bị bắt cóc mà họ đòi tiền chuộc, và cuối cùng vì lý do này lý do kia không trả tiền chuộc, họ sẵn sàng họ giết rất là tàn bạo, có thể là những nạn nhân đó nữa. Và đặc biệt là cũng có một vài thai nhi bào thai thì không hiểu là như thế nào, thì cuộc điều tra còn đang tiếp diễn, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, với cái bản tin sáng nay thì chúng tôi cũng được biết là cái khu vực mà cảnh sát tìm thấy là ở cái thành phố là Tepito. Thì người ta vẫn nói rằng Tepito là cái nơi khu vực mà lâu nay tại Mỹ Tây Cơ là một trong những cái khu vực mà nó nằm ở phía bắc của trung tâm lịch sử của Mexico City, là thủ phủ của Mỹ Tây Cơ đó. Và khu vực này thì vẫn được biết lâu nay như là một cái điểm rất là nóng, là nơi mà tụ tập của những cái nhóm băng đảng khét tiếng bậc nhất tại nước Mỹ. Thì thưa quý vị, là được biết ấy, thì với cái việc là 40 cái đầu sọ đó, cái xương sọ như vậy, và cả cái bào thai mà bày ở trên một cái bàn, nó giống như là ban thờ vậy, thưa quý vị. Đây là họ bày, họ sát hại những cái người này và lấy cả cái thai nhi là để cho một cái mục đích là thờ phượng. Và những cái tên trong cái băng đảng là cartel này, người ta nói rằng có thể, quý vị biết là những cái tên băng đảng tại Mỹ cũng có những cái mà quan điểm về thờ phượng rất là đáng sợ, mà người ta Linh Nga nghĩ rằng đây là giống như cái bàn thờ cho quỷ Sa Tăng vậy đó anh. Đúng rồi. Giống như là khi mà những cái tên này họ chất những cái thi thể đầu lâu xương sọ rồi thai nhi lên bàn như vậy đó, thì đằng sau đó là một cây thánh giá, thưa quý vị, với một cái mặt gỗ có sừng. Rồi bên phải của cái bàn thờ thì người ta thấy là một cái bức tường nó sơn đầy những cái biểu tượng, chẳng hạn như là kim tự tháp, hình thiên thể, và có một cái đầu của một con dê có hình lục giác giữa hai sừng. Và phía trước của bức tường thì người ta nói là có một cái đồ vật, loạt đồ vật với giống như là hàng chục những cái thanh gỗ được đánh màu sắc khác nhau. Thì những cái tin mà người ta phân tích thì cho thấy giống như cái hình ảnh này là một cái sự thờ phượng ma quỷ, quỷ Sa Tăng đó, thưa quý vị. Và việc mà thờ phượng những cái về ma quỷ này với những cái tên băng đảng thì được cho là họ tin là nếu mà họ thờ như vậy thì họ sẽ không
họ sẽ không, đạn có bắn vào họ thì cũng không, họ sẽ không thể chết được. Tức là họ tin là việc mà thờ ma quỷ như vậy sẽ giúp cho họ coi như là được sống gọi là vĩnh hằng. Và vĩnh hằng thì thưa quý vị là cái bàn thờ tội ác đấy, đây là bàn thờ tội ác của ma quỷ thì được cho là sử dụng hơn 40 cái hộp sọ, và những cái hình ảnh và những cái bày biện như vậy đó là đều trong cái mục đích là để gọi là thờ thờ nguyện, nhưng mà theo hướng ma quỷ. Tức là họ cũng, vẫn còn mê tín dị đoan, quý vị thấy không? Họ tin là nếu mình thờ thì có thể mình đi cướp phá giết người khác nhưng mà mình không bị hại hoặc là không bị cảnh sát bắt. Có thể họ tin như vậy. Thì cái chuyện này làm cho mình nhớ đến cái truyền thống của mafia Ý, quý vị cũng biết đó. Nếu quý vị coi là những cái phim mà ngày xưa đó, họ cũng có cái tục lệ đấy, trước khi mặc dù ra trận đó nhưng mà vẫn vào nhà thờ đọc vài câu kinh. Có những người họ tin lạ lắm đấy, đi nghe. Thưa anh là bao giờ cũng có những cái sự gọi là tín ngưỡng. Ngay cả những người thông thường như chúng ta thì cũng có tín ngưỡng, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cầu nguyện. Và những cái người mà tội phạm họ cũng có tín ngưỡng của họ. Nhưng mà mỗi một cái lớp người, mỗi một cái nhóm người khác nhau, và cái lối sống khác nhau, đời sống khác nhau, văn hóa khác nhau, trình độ giáo dục khác nhau thì cái tín ngưỡng nó cũng có những sự khác biệt. Và những cái người tội phạm chẳng hạn như là như anh vừa nói là tại Ý Quốc, mafia của Ý và băng đảng Mễ Tây Cơ, họ cũng là những cái băng nhóm tội phạm thưa quý vị. Nhưng khi chúng ta nói về trình độ là level đó, khác nhau. Mafia của Ý Quốc thì ở một cái trình độ cao hơn rất là nhiều. Và có một cái hệ thống mạng lưới rất là rộng lớn và rất là ngăn nắp đâu vào đó. Có trên, có dưới, và thậm chí có những người, những cái người làm mafia là những người thậm chí có trình độ học thức rất là cao, học vấn cũng rất là cao. Nhưng mà cái băng đảng Mễ Tây Cơ thì nhiều khi nó không hoàn toàn là như vậy. Bởi vì quý vị cũng, và cái hình thức mà họ thờ phượng là quý vị cũng thấy. Thì ví dụ như là cái bàn thờ mà chúng ta thấy ở đây là thờ ma quỷ đó, thờ quỷ Satan á, thì thưa quý vị là nó rất là đen tối. Bởi vì và thậm chí người cảnh sát thấy là nhiều cái xương sọ nó còn dính nguyên máu. Có nghĩa là họ làm những cái hành động rất là man dợ, rất là tội lỗi. Và những cái người này thì cũng có nghĩa rằng cái, trong cái não bộ của họ đó, nó đã hoàn toàn suy nghĩ và cái tín ngưỡng của họ nó đã đi theo một cái chiều hướng là nó hoàn toàn khác biệt rồi. Họ tin vào những thứ mà nó quá khác biệt, chúng ta không thể nào nói là xấu hay tốt được nữa, mà chúng ta thấy nói ở đây là nó quá khác biệt. Như vậy thưa quý vị, là ngay cả những cái tên tội phạm nguy hiểm nhất, họ vẫn có một cái gì đó họ tin vào, mặc dù là họ tin vào cái thế lực của ma quỷ, thế lực xấu, nhưng mà họ vẫn có một cái niềm tin. Và đây chúng tôi thấy là ngay cả trên cái bàn thờ này đó là có cả thánh giá ở phía sau nữa, có nghĩa là họ cũng trộn lẫn tất cả, và họ tin rằng là có những đấng thần linh hỗ trợ, mặc dù họ cầu nguyện xong lại đi giết chóc thôi, làm những cái điều tàn tệ sát nhân, nhưng mà họ vẫn, đây có thể là chúng tôi nghĩ là cái bàn thờ để lâu lâu họ cầu nguyện trước khi ra quân, thì ra người ta lo ngại là với cái tình hình này có thể biết đâu là họ đang mới làm một cái cầu cầu nguyện như vậy thì có thể sẽ có một cái cuộc tấn công nào đó, một cái chuyện khủng bố nào sẽ diễn ra sắp tới, thì đó là cái điều mà chính quyền cũng hơi lo ngại. Và người ta, nhiều người cũng suy đoán ra cái điều đó, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, cũng theo cái sự phân tích của anh Trọng thì Linh Nga cũng có thể là liên quan cái vấn đề này, nó có thể, cũng như anh vừa nói thưa quý vị, cái bàn thờ quỷ Satan này có thể nó sẽ dẫn tới đây là một cái đêm thờ phượng trước cái ngày mà những cái tên này ra quân. Quý vị hãy nhớ rằng là cái vụ việc này nó rất có thể là liên quan tới cái vụ là ái tử là người con trai của tên trùm ma túy khét tiếng, gọi là drug lord, El Chapo của Mễ Tây Cơ, mà hiện nay thì El Chapo đang lãnh án tử hình. Nhưng mà cái người con trai của El Chapo có tên gọi là Ovidio Guzman, thì và quý vị cũng xin nói qua một chút là hồi tháng 2 năm nay thì chính quyền tòa tối cao tại Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ đã ra một cái phán quyết là phải bắt giữ và dẫn độ cái tên con trai là tên Ovidio Guzman này từ Mễ Tây Cơ trở lại Hoa Kỳ. Vì vậy dẫn tới cái vụ việc là ngày 17 tháng 10 vừa qua, cách đây chừng gần 2 tuần lễ, đã diễn ra một cái vụ là tên Ovidio lúc đó đã bị phía chính quyền Mễ Tây Cơ đã bắt giữ được. Nhưng mà thưa quý vị, rằng ngay sau khi mà tên này bị bắt giữ thì đã diễn ra một cái vụ thảm sát đẫm máu mà chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị sau đó. Và những cái tên băng đảng kéo tới cũng như là đe dọa cái băng đảng này, chúng tôi được biết là thuộc cái nhóm Sinaloa.
là một cái băng đảng về ma túy cũng như tội phạm là khét tiếng bậc nhất Mỹ Tây Cơ. Thì sau đó đã diễn ra một cái vụ đấu súng rất là thảm khốc giữa những cái tên tội phạm này với những cái nhóm cảnh sát và khiến cho 13 cảnh sát thiệt mạng. Thì cái vụ việc đó ngay sau đó thì tên Ovidio ngay sau đó được thả ra chừng vài giờ đồng hồ sau khi cái vụ việc đẫm máu này diễn ra. Thì cái ông Tổng thống của Mỹ Tây Cơ ngay sau đó đã bị người dân họ chỉ trích rất dữ dội vì cái hành động trả tự do cho cái tên ái tử của El Chapo. Nhưng mà ông nói rằng, ông giải thích rằng là ông đã trả tự do cho hắn là bởi vì ông mong rằng là sẽ có được cái sự yên bình cho người dân, bởi vì cái băng nhóm Sinaloa họ tuyên bố rằng là nếu như tên Ovidio không được thả ra thì máu sẽ đổ và sẽ có rất là nhiều những thị trấn và thành phố bị tàn phá. Và qua đó thì quý vị cũng thấy rằng là cái sự mà tuyên bố đó của cái băng nhóm này cho thấy cái sự lớn mạnh khủng khiếp của Sinaloa hiện nay tại Mỹ Tây Cơ. Và họ nói rằng là chính quyền của Mỹ Tây Cơ không có giá trị gì với cái băng đảng này hết. Và nhiều người dân thì thưa quý vị là ngay sau đó thì họ đã đánh dấu cái ngày 17 tháng 10 vừa qua như là một cái bước ngoặt lịch sử của cái giai đoạn mà ông vị Tổng thống của Mỹ Tây Cơ là lên nắm quyền tại nước này, vì họ cho rằng đó là một cái ngày mà một cái thành phố của Mỹ Tây Cơ bị áp đảo bởi và bị hạ nhục trong tay một cái nhóm gọi là tổ chức tội phạm. Thì thưa quý vị, đó là cái vụ việc mà chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị có liên quan tới cái sự mà liên hệ giữa cái bàn thờ và chúng tôi e sợ rằng có thể trong tuần tới hay là hai tuần tới sẽ tiếp tục diễn ra một cái vụ tấn công hay một vụ thảm sát đẫm máu nữa tại Mỹ Tây Cơ, và cũng hy vọng rằng các giới trách tại Mỹ Tây Cơ sẽ lưu tâm về vấn đề này để mà có những cái sự mà phòng ngừa.